Theo thông cáo của Nhà Trắng, tôi chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của chúng tôi, nơi cập nhật những tin tức nóng nhất trong nước và quốc tế trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Tổng thống Mỹ Joe Biden chúc mừng Chủ tịch Tô Lâm được bầu làm Tổng bí thư. Thủ tướng Singapore, Thái Lan, Úc chúc mừng Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Đảng Tiến Bước của Thái Lan bị yêu cầu giải thể Đề xuất thưởng đến 5 triệu cho người báo tin vi phạm giao thông Tổng thống Mỹ Joe Biden chúc mừng Chủ tịch Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí Thư Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ngày 7 tháng 8 đã chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí Thư Ban chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 theo thông cáo của Nhà Trắng Tôi chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam tuyên bố của ông biden mở đầu như vậy tổng thống joe biden nhắc lại rằng gần một năm trước việt nam và hoa kỳ đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện và xem đó là một kỷ nguyên mới của mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước phó tổng thống harris và tôi mong muốn được làm việc với tổng bí thư tô lâm để tiếp tục thúc đẩy tiến trình lịch sử này góp phần hỗ trợ một nước việt nam hùng mạnh độc lập thịnh vượng và tự cường tuyên bố viết Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bầu Chủ tịch Tô Lâm làm Tổng Bí thư tại một hội nghị bất thường ngày 3 tháng 8. Thay cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người qua đời hôm 19 tháng 7 khi đang tải nhiệm. Đây là chức vụ có nhiều quyền lực nhất trong hàng ngũ lãnh đạo chủ chốt của đất nước. Ít ngày trước đây, như đã đưa tin, các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga đã gửi lời chúc mừng đến tân Tổng Bí thư Tô Lâm. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viết trong điện mừng ngày 3 tháng 8. Tôi sẵn sàng cùng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn dắt xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu. Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hôm 4 tháng 8 rằng ông đánh giá cao những nỗ lực của Tổng Bí thư Tô Lâm trong việc củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và hy vọng sẽ tiếp tục cùng với ông Tô Lâm có các cuộc đối thoại mang tính xây dựng và phối hợp chung về các vấn đề cấp thiết trong chương trình nghị sự song phương và quốc tế. Thủ tướng Singapore, Thái Lan, Úc chúc mừng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong những ngày qua, lãnh đạo các đảng, các nước tiếp tục gửi thư, điện chúc mừng Chủ tịch Tô Lâm, nhân dịp đồng chí được bầu giữ chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong thư chúc mừng, Thủ tướng Singapore hoàn toàn tài, tin tưởng rằng mối quan hệ chặt chẽ giữa Singapore và Việt Nam sẽ tiếp tục được tăng cường dưới sự lãnh đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore Lý Hiển Long khẳng định: Singapore luôn sẵn sàng cùng Việt Nam nắm bắt các vận hội kinh tế và chiến lược trong khu vực, mở rộng hợp tác và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai đảng, nâng cấp quan hệ song phương giữa hai nước lên tầm cao mới. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin bày tỏ tin tưởng chắc chắn với sự lãnh đạo tài tình và lãnh đạo sáng suốt của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Việt Nam sẽ tiếp tục tiến bộ và thịnh vượng Ông mong muốn được hợp tác chặt chẽ với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm để thúc đẩy hơn nữa quan hệ Thái Lan-Việt Nam hướng tới đối tác chiến lược toàn diện vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. Thư chúc mừng của Tổng thống Ấn Độ Prabhupadi Murmu viết Tôi tin tưởng rằng sự lãnh đạo sáng suốt của Ngài sẽ dẫn dắt sự tiến bộ, thịnh vượng và thành công liên tục của Việt Nam, quốc gia thân thiện, làm sâu sắc thêm mối quan hệ song phương của chúng ta. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Ấn Độ và Việt Nam được xây dựng trên nền tảng hiểu biết sâu sắc, tin cậy lẫn nhau và hợp tác đa phương mạnh mẽ. Thủ tướng Úc Anthony Albanese chúc mừng Chủ tịch Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng bí thư. Khẳng định Úc và Việt Nam là những người bạn vững bền. Quan hệ hai nước có nền tảng là mối quan hệ bền chặt giữa nhân dân hai nước và sự tin cậy chính trị chiến lược. Dẫn dắt Việt Nam tiếp tục gặt hái thành công mới Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil Luciana Santos đánh giá cao quyết tâm cống hiến hết mình của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc tiếp tục thúc đẩy công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Phát huy thành quả của các thế hệ lãnh đạo tiền bối của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, tăng cường đoàn kết trong Đảng, nỗ lực thực hiện các mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đề ra. Chủ tịch và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Chile chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và khẳng định trong trái tim của người Chile luôn ghi dấu lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Đảng Tổ quốc cho tất cả Cộng hòa Dominica tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái những thành công mới trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Cũng nhân dịp này, nhiều tổ chức nhân dân thế giới thông qua các tổ chức nhân dân của ta cũng đã gửi thư điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Đảng tiến bước của Thái Lan bị yêu cầu giải thể. Tòa án hiến pháp Thái Lan ra lệnh giải tán đảng tiến bước MFP với phán quyết đảng này vi phạm pháp luật khi liên tục kêu gọi sửa điều luật chống khi quân. Hãng Reuters đưa tin lúc 15 giờ chiều ngày 7 tháng 8, tòa án hiến pháp Thái Lan ra yêu cầu giải tán đảng tiến bước MFP đối lập vì chiến dịch yêu cầu cải cách điều 112 của bộ luật hình sự Thái Lan tức điều luật chống khi quân. Giới quan sát nhận định việc đảng này giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hồi năm 2023 là thất bại lớn nhất đối với các đảng phái chính trị hàng đầu của Thái Lan. Trước đó hồi tháng 1, Tòa án Hiến pháp đưa ra phán quyết cho rằng đảng tiến bước đã vi phạm Hiến pháp Thái Lan khi có kế hoạch sửa luật liên quan đến tội khi quân. Đến ngày 12 tháng 3, Ủy ban bầu cử Thái Lan EC đã thông qua nghị quyết yêu cầu tòa án giải tán đảng này. Tòa án Hiến pháp nhận định, Chiến dịch thay đổi luật chống khi quân của Đảng Tiến Bước là một nỗ lực ngầm nhằm làm suy yếu quyền lực của Hoàng gia Thái Lan. Mặt khác, phía Đảng Tiến Bước đã bác bỏ nhận định của Tòa án Hiến pháp. Việc giải thể Đảng Tiến Bước có thể khiến hàng triệu cử tri trẻ cùng người ủng hộ Đảng chương trình nghị sự tiến bộ của Đảng này tức giận. Tuy vậy, việc giải tán đảng tiến bước dự kiến không tạo ra quá nhiều tác động đến chính trường Thái Lan, bởi chỉ có 11 thành viên ban lãnh đạo hiện tại và cựu lãnh đạo của đảng này đi cấm hoạt động chính trị trong vòng 10 năm. Điều này cũng có nghĩa 143 nhà lập pháp của đảng tiến bước vẫn giữ được nguyên các ghế tại Quốc hội Thái Lan, đồng thời các đảng viên của đảng này dự kiến tái tổ chức đảng dưới hình thức một đảng phá chính trị mới, Tương tự như cách họ đã làm vào năm 2020 khi người tiền nhiệm Đảng Tương lai Tiến bộ FFP bị giải thể. Theo phân tích của các chuyên gia, yêu cầu giải tán đảng tiến bước được đưa ra vào thời điểm quan trọng của chính trị Thái Lan khi chính trường nước này xuất hiện những vết nứt trong thỏa thuận ngừng đối đầu giữa phe bảo hoàng được quân đội ủng hộ và đảng Pheo Thai dân túy cầm quyền của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. Trong tuần tới, Tòa án Hiến pháp sẽ quyết định về vụ kiện do 40 cựu thượng nghị sĩ bảo thủ địa trình nhằm bãi nhiệm Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin vì đã bổ nhiệm một luật sư đã từng ngồi tù vào nội các nước này. Tuy nhiên, phía Thủ tướng Thavisin đã phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định việc bổ nhiệm được thực hiện công bằng. Đề xuất thưởng đến 5 triệu cho người báo tin vi phạm giao thông Dự thảo nghị định quản lý sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ và đấu giá biển số xe đang được Bộ Công an lấy ý kiến rộng rãi. Theo dự thảo nghị định, kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ sẽ được chi cho nhiều nội dung. Đáng chú ý, trong đó có nội dung chi khen thưởng cho tập thể cá nhân đã cung cấp thông tin có giá trị giúp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Cụ thể, Chi cho tập thể cá nhân đã cung cấp thông tin có giá trị giúp bảo đảm trật tự an toàn giao thông không quá 5 triệu đồng trên một vụ việc. Ngành công an cũng sẽ chi mua tin của mỗi vụ việc bằng 10% số tiền xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức cá nhân nhưng không quá 5 triệu đồng. Đề xuất chi trả tiền mua tin vi phạm giao thông trước đó đã từng được cục cảnh sát giao thông nêu ra hồi tháng 4 năm 2022. Khi đó, đơn vị này nói sẽ đề xuất cơ chế trả tiền cho người dân để mua lại các hình ảnh video, bởi không thể nơi nào cơ quan chức năng cũng có camera theo dõi. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia giao thông khi trao đổi về đề xuất trên cho biết, cá nhân ông hoàn toàn ủng hộ với đề xuất chi tiền thưởng cho người báo tin vi phạm giao thông. Theo ông Thủy, thời gian qua, ngoài tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý vi phạm về giao thông, một số biện pháp khác đã được áp dụng như phạt ngội dựa trên hệ thống camera. Tuy nhiên không phải nơi nào cũng được lắp đặt camera. Chúng ta có thể phạt hành chính, phạt nguội nhưng chưa triệt để các vi phạm trên thực tế bởi chúng ta không thể bố trí tất cả hệ thống camera trên các tuyến giao thông. Cảnh sát giao thông cũng không thể bố trí dày đặc ở tất cả các nơi được. Do đó, việc người dân có trách nhiệm quay phim, chụp ảnh, báo tin có giá trị về vi phạm giao thông để phát hiện ra các nguyên nhân gây tai nạn, nguyên nhân gây ủng tắc, để các cơ quan chức năng xử lý vi phạm để răng đe và được chi thưởng là quy định cần thiết và có tác dụng tốt trong vấn đề bảo đảm an toàn giao thông, trật tự giao thông, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy nêu ý kiến. Đồng thời, chuyên gia giao thông cũng đưa ra khuyến cáo, Người dân không nên quá xa đà vào khoản tiền thưởng mà bất chấp. Nhiều người nước ngoài thuê nhà trồng cần sa tại Việt Nam, có người trồng trong phòng ngủ gắn điều hòa. Trong những năm gần đây, hoạt động sản xuất ma túy tại khu vực Tam Giác Vàng diễn biến phức tạp, nhất là số lượng ma túy tổng hợp trở thành nguồn cung cấp chính cho thị trường ma túy bất hợp pháp ở châu Á. Ma túy được vận chuyển từ Tam Giác Vàng đi các nước, đặc biệt qua Việt Nam đến nước thứ ba các đối tượng vùng giáp biên và vùng trọng điểm về hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy tại thành phố Hồ Chí Minh, mở rộng điều tra vụ ma túy đến các tỉnh lân cận, đồng thời tìm nơi cất giấu, kho bãi trung chuyển ma túy đi các địa bàn khác. Trong đó, Bình Thuận là địa bàn các đối tượng phạm tội ma túy hướng đến gia tăng hoạt động. Tình hình hoạt động cần sa trên địa bàn tỉnh này đang diễn ra phức tạp, khó phát hiện. Việc trồng cần sa với số lượng lớn tập trung ở miền núi, khu vực giáp xanh với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nơi ít người sinh sống, cơ quan chức năng đã phát hiện xử lý 13 vụ trồng cần sa, trong đó có hai trường hợp là người nước ngoài thuê nhà để trồng cần sa. Cụ thể, Seiko Dimitri, quốc tịch Nga, tạm trú phân thiết trồng 27 cây cần sa, tàng trữ 3 kg cần sa khô, bị phát hiện ngày 24 tháng 12 năm 2021 và Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt 7 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Seiko Dimitri bị bắt quả tang trồng cần sa trong phòng ngủ có gắn cả điều hòa không khí. Người này bị xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng và trục xuất khỏi Việt Nam. Ngoài hai vụ việc trên, tháng 4 2021, công an Phan Thiết còn phát hiện ông Jeffrey, 55 tuổi, quốc tịch Canada, đang trồng cây cần sa tại nhà vợ là Bà Hiền ở sát Thiện Nghiệp. Làm việc với cảnh sát, Ông khai trồng cần sa mục đích trị bệnh và xuất trình một số giấy phép của Canada với nội dung cho phép trồng không quá 25 cây để điều trị bệnh. Tuy nhiên, giấy phép này không có giá trị pháp lý tại Việt Nam. Cơ quan chức năng cũng đã phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn Solen Trường Xuân, công ty cổ phần cao su thắng lợi và nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 có phát sinh hoạt động mua bán, quản lý hóa chất, tiền chất ma túy không có giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất, quản lý tiền chất công nghiệp giải phạm bà doanh nghiệp trên bị xử phạt vi phạm hành chính trên 80 triệu đồng. Ngoài ra, còn có một đơn vị y tế bị mất cắp thuốc gây nghiện đã kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 5 cá nhân liên quan đến vụ việc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ tin tức mới mỗi ngày.